Xin chào anh chị, buổi chiều 14 giờ nha, ngày 23 tháng 12. Hôm nay em lên nồi với chảo với áp suất nha. Còn có dư thời gian em lên ấm nha. Đơn đầu tiên là anh chị mua 500 em tặng cho một cái chảo nha. Cái chảo này cũng ok lắm nè. Không từ nha, hai cái nha. Đơn thứ hai em cũng tặng, nó hơi bị cái màu hồng này nó hơi bị méo chỗ đây một chút, nó bị cứng á. Trước tiên là em lên cái nồi. Chưa thử coi cái nồi này có từ không. Cái nồi này không có từ nha chị, cái nồi này em không biết làm gì nữa. Nè, nó có mấy cái nút này là cái này cái gì ta, mấy cục cao su nè. Chữ này chữ gì? Trong lòng rất đẹp luôn. Rồi em lên cái nồi này nha anh chị. Cái nồi kia là nó để là cấm lửa, thành ra đâu có bán được anh chị. Không có bán, không có lửa sao xài, sao bán. Cái nồi này là cân nặng là 1,2 kg nha. Bề qua là được 27 nha. Cái nồi này luộc gà ok luôn. Sâu lầm được 13 nha. Ở đây là nó chỉ nè, nó chỉ cấn có một tí xí bằng cộng tâm của mình thôi. Cái nồi rất đẹp nha. Ở đây thì nó bị chày, cái đó là chày là mình tại vận chuyển. Nồi của em là nồi xuất xứ từ Nhật, nhưng mà nó không có chữ. Nhiều khi anh chị mua về coi cái nồi nó không có chữ, anh chị nói nồi không chữ gửi về cho em chết em nha. Nồi này là em nói là không có chữ nha. Với lại xuất xứ từ Nhật, nhiều khi nó có chữ China, nhưng mà China hàng xuất Nhật chứ không phải là China không nha. Nồi áp suất cũng vậy nha anh chị. Em nói rõ cho anh chị hiểu nha. Đây là số 1, 1,3 kg. Cái nồi này là em bán 500 nha. Nồi hấp cũng nồi luộc gà, một con gà 500. Cái nồi này không từ nha anh chị. Không từ, nhưng mà cái bếp từ của anh chị nếu mà không kén là cũng dùng được. Bây giờ bếp từ nếu mà nó kén là xài không được, nhưng mà bếp từ không kén là xài được nha. Cái nồi nó không từ nha anh chị. Đây là cái nồi thứ hai, số 2. Cái nồi này 900 g. Nặng dữ ta. Dán đi. Dán lấy con cây dán. Đây là 21. Sâu lầm là được 8 thân nha anh chị. Cái nồi này rất đẹp nha. Nó hơi mỏng thôi nhưng mà nó đẹp. Để cái nắp lên là tí xí nữa là 1 kg luôn đó. Nồi này em bán 300. Có từ. Đó, cái nồi nhỏ mà là có từ, mỗi nồi bự chà bá thì không thích từ. Tiếp theo là cái nồi thứ ba. Cân nặng là 1 kg đúng luôn á. Bề qua là được 20. Sâu lòng được 9 phân luôn. Trong lòng rất đẹp nha anh chị. Hai đáy luôn nha. Cái này số mã nồi. Cái nồi này á, là cái nắp, nó cái nắp là của nó luôn nha, nhưng mà đậy nó không mấy gì được sát nha anh chị nha, nhưng mà cái nắp là của nó không có lai gì hết. Cái nồi này em cũng bán là ba, cái nồi này em bán 300 luôn nha. Để giờ này tiếp theo là cái nồi số 4 nha anh chị. Cái nồi này cân nặng đúng 1 kg luôn á. 23, 24. Sâu lầm được 10 phân. Ở trong này á, là nó không bị chày, nhưng mà nó không có được bóng là tại vì bên em không có chùi giống như ở ngoài nha. Cái nồi này là em bán 350 nha. 350. Mấy cái nồi đẹp đẹp này không biết mắc thử từ. Có từ nha anh chị. Đọc lại, cũng đọc lại. Đây một cái nồi cân nặng 1 kg luôn. Tiếp theo
bề qua được 19, sau lầm được 7 phân. Cái nồi này nó cũng là hai đáy nhưng mà nó bị mớp ở đây một chút nha anh chị. Có từ luôn nha. Thôi thử chắc ăn đi để. Cái nồi này 1 ký, cái nồi này em bán là 300 nha. Cái tay nó hơi bị vàng nha anh chị. Cái nồi này đẹp. Cái nồi này hai đáy. Cái nồi này nó không có bể bị gì nha, tại vì người ta ấy nó dính keo á anh chị. Nó dơ, nó dính keo thôi chứ không phải nó bị đen nha, nồi rất đẹp nha. Này qua là 22 nha. Sau lầm được 10 phân nha, trong lầm rất đẹp nha anh chị. Cái nồi này không có rỗi lầm gì hết nha. Cái đít này nó không phải là ấy, là nó dính keo, nó đen thôi chứ không phải là dơ nha. Đó, không phải là bị gì nha. Rất đẹp luôn. Cái nồi này nha. Cái nồi là em bán 400 nha anh chị. Số 6 400. Cân nặng là 1 ký rưỡi luôn á. Ký rưỡi yếu một tí. Đây em có một cái nồi gang, cái nồi này là chống dính mà không dùng từ nha anh chị. Trong lòng rất đẹp nha. Không từ. Ở ngoài rất đẹp. Cái này là nó chày là không có thành vấn đề, tại vì cái đít lúc nào nó cũng phải cho chày chùa, tại mình để lên để xuống vậy nè. Còn cái nắp này là nó có cái khớp đậy vô vậy nữa. Đó. Không chưa không gớt luôn nha anh chị. Cái nồi này cân nặng là 1 ký 2. Cái nồi này em cũng bán 400 luôn nha. Số 7 400 luôn nha, không từ nha. Tại vì nó bằng gan nó đâu có dùng từ được. Đây em có cái nồi luộc gà chà bá lửa. Cái nồi này là 30. Sau lầm là được 12, 11. Nhưng mà nó bị mớp ở trong nha anh chị, nó mớp sao mà nó mớp giống như là cái cạnh gì đó. Bốn góc, đây góc, đây góc, đây góc. Đây góc. Cái nắp thì ok nha anh chị. Nhưng mà nó bị vậy đó. Cái nồi này cân nặng là 1 ký 1 nha. Cái nồi này em bán cho anh chị là 400 luôn nha. Rồi nữa phải thấy cái nắp này đúng không? Ở ngoài ngoài nó còn cái nắp ngoài này. Để đi đi. Cái xuống cái nồi kia. Đẩy. Đây một cái nồi để luộc gà cũng được nữa nè. Luộc gà gọi tầm 1 kg vậy đó. Cái nồi này là qua 27, sau làm được 8 phân nha. Cái nồi này thì nó ok, nó không bị mốt. Cái nồi này cân nặng là 1 ký đúng nha. Bán cái nồi này là 350 nha anh chị. Có từ luôn nha. Rưỡi có từ. Đây em có một cái nồi này giống như là nồi cái nồi này nó chống dính nhưng mà ở trong nó bị bụi thôi nghe anh chị, chùi ra nó bị chè li ti giống như là mấy cọng tóc mình vậy đó. Hai cái tay nó hơi bị xấu nè, bị bay màu này kia nha. Không biết có từ không nữa. Có từ luôn nha anh chị. Sau lầm được 10 phân. Cái nồi này cân nặng là 1 ký rưỡi. Bán cái nồi này là cái này về chùi rửa ra là trắng phiếu liền, tại nó bị bụi thôi nè. Bụi. Cái nồi này em bán 1 ký. Cái nồi này em bán 400 nha anh chị. Tại nó 1 ký rưỡi thôi anh chị ơi. Chống dính. Dùng từ.
này là 1 kg nha anh chị. Cái quánh bèo qua được 21, sau lòng 12. Cái này em bán anh chị là 300 nha. Nó cong vô xích xa quá, xa xứ quá. Đây một cái nồi rất dễ thương. Cái nồi này là 21, sau lòng được 8 thân. Ngày nào cũng như ngày nắng. Hai đáy nha anh chị, rất đẹp nha, không lỗi lầm gì nha. Cái nồi này cân nặng là 1,1 kg. Cái nồi này cũng 400 luôn nha anh chị. Cái quánh này, cái quánh này quá đẹp, quánh này quánh hai đáy luôn nè. Tìm coi phải là quánh Mỹ không. Đây có chữ Huyền giờ mà quánh Mỹ Huyền. USA đúng rồi, Mỹ á. Quánh này quánh Mỹ nha anh chị. Đây. Đây có chữ USA đàng hoàng nha. Cái tay nó bị bạc thôi, nó phai màu lâu năm quá nó phai màu anh chị ơi. Nó không còn là màu đen nữa mà nó là màu cao khô luôn rồi. Bề qua được 22 nha. Sau lòng được 9 thân nha. Nè cái nắp nó cũng phai màu luôn, nó không còn đen nữa. Cái này cân nặng là 1,5 kg nha. Cái này em bán 450 luôn nha, quánh Mỹ nha. Hồi nãy ghi cái số nãy nó 450 mà có ghi ngay 450 luôn. Cái nào cái nào? Có 400 hả? Bán được thôi. Cái này là 1,8 kg nha anh chị. Cái nồi rất đẹp luôn. Cái nồi của nó là nguyên con vậy luôn đó. Cái nồi này là nồi gan anh chị ơi. Bề qua là 22, 23, 22. Sau lòng được 10 phân nha. Quá trời ngon luôn. Gan là không có từ nha anh chị. Cái nồi này là 500, gần 2 kg. Số 14 nha. Số 14 là không từ nha. Em lên cái quánh này coi, quánh này quá đẹp, quá dễ thương luôn. Nhưng mà ở trong trời ơi, trong nó bị hai lớp màu nha anh chị. Nè, chà rửa quá trời, nó hai lớp màu luôn. Quánh này cũng không từ luôn. Qua được 18, sau lòng được 7 nha. Quánh rất đẹp mà nó không có từ, mà nó cũng không có chống dính, ở trong nó cũng xấu. Gần 1 kg nha. Bánh này em bán 300 nha anh chị. Không từ nha. Rất ok, nhìn dễ thương quá. Đây cái bánh nhỏ. Bánh nhỏ này là bánh hai đáy nha. Trong lòng nó bị thâm thâm. Sau lòng được 6 phân. Tiếp theo là số 16 nha. Cái này là hai đáy nha anh chị, rất đẹp. Mà ở đây làm như là nó bị móp xuống một tí nè. Ở đây cũng vậy nha. Cái này là 700 g. Này em bán 180 nha. Tại vì bán giá lỗi nó bị móp nè, móp cái cạnh này nè, giống như là bị gớt rồi nó bị móp vậy đó. Đây một cái nồi này, mà cái nồi này lại là nắp kính này nha. Tại vì em lấy hàng về người ta để sao thì em bán vậy nè. Bề qua được 21, sâu lòng được 7 phân nha. Cái này là cũng dính keo luôn nha anh chị. Dùng từ nha. Nồi rất đẹp luôn á, nắp kính nè. Nồi nhìn dễ thương lắm. Cân nặng là 1,1 kg luôn nha. Cái này em bán 350 nha. Số 17, 350.
bánh nữa nha. Cái bánh này nó mỏng nè. Ngày qua nó được 20, sau lòng nó được 6 phân. Cái bánh này cân nặng là 600 g. Cái bánh này em bán 180 nha. 180. Số 18. Rồi em lên nắp súp nha anh chị. Đây một con hấp súp đầu tiên. Hấp súp này hai đáy nha, có chữ nghĩa luôn nè. Hấp súp này tầm 3 lít đến 3 lít rưỡi nha. Màu rất đẹp. Gon còn rất đẹp nha, bên em bán là áp suất dùng từ không bao gon nha anh chị. Với lại á, là nồi bên em á, là nồi Nhật. Nếu mà có Trung Quốc nó xuất xứ cũng là Nhật xuất xứ với Trung Quốc chứ không phải là nồi Trung Quốc không ăn nha. China đó, nếu mà anh chị mua nồi của em về mà thấy chữ China nhưng mà vẫn là của xuất xứ Nhật chứ không phải là ấy nha. Tại vì á, mồi nồi á, thì chữ nghĩa thì em không có gần, mà những khi chữ nhỏ của em không thấy chữ China nó nằm đâu. Đó, China, ổ lộn. Chưa. Không phải để. Cái này là ra là 2001 ha. Ừ, cái này là Nhật. Mấy cái nồi này là nồi Nhật luôn nè. Này là 2,5 kg nha, số 19 nồi áp suất nha anh chị. Bên em bán là dùng từ không bao gồm nha. Cái nồi này em bán là 600 nha. Đây một cái nồi tiếp theo. Cái nồi này là tầm 2,5 đến 3 lít. Trong lòng cũng đẹp, rất ok nha. 3 lít, 4 lít, 3 lít rưỡi, 4 lít. Cái nồi số 19 là 3,5 đến 4 lít nha anh chị. Còn cái nồi này là tầm 2 lít đến 2,5 lít à. Nè, để hôm nay có 2 lít nè. Cái nồi này cân nặng là 2 kg nha. Em bán cái nồi này 450 nha. Áp suất dùng từ không bao gồm nha anh chị. Đây một con nồi tiếp theo. Tiếp theo là số 21, cân nặng 2 kg nha. Cái nồi này cũng mà 2,5 lít đến 2,5 lít nước thôi nha. Nồi này em bán cho anh chị là 400 nha. Gì? Đây một cái nồi. Nồi hai đáy dùng từ, nồi này 3 lít nha anh chị. Trong lòng rất đẹp luôn. Bên em là áp suất dùng từ không bao gon nha. Gon bọng rồi còn ok nha. 3. Nồi này cũng 400 luôn nha anh chị, cân nặng là hơn 2 kg luôn đó. Đây một con nồi gang. Con này là cân nặng là 3 kg luôn. Cái này là từ 4 lít đến 4,5 lít nước nha. Anh chị mở, anh chị kéo cái càng này lên gì nè. Nó mở ra. Trong lòng không mấy gì ok nha, chấm chấm li ti nha. Em bán giá bình dân cho anh chị xài nha. Gan là không dùng từ nha. Gon còn rất đẹp nha. Nè anh chị kéo lại là đẩy lên gì nè, mới kéo qua lại được nha. Có cái càng này nè, cái càng này giống như là khóa lại vậy đó. Cái nồi này em bán cho anh chị là 400 nha. Tại vì nó tới 3 kg anh chị ơi. Không bao gồm nha, không dùng từ luôn nha, gan mà.
con nồi này á, là tầm 1 lít rưỡi. Lít rưỡi nước đến 2 lít nè. Nè có chữ luôn nè. Cái nồi này em bán cho anh chị là trong lòng rất đẹp nha. Ok luôn á. Dễ mở lắm, mới cáo luôn nè. Ngon còn đẹp luôn. Nồi này 400 nha anh chị. Đang nặng 1,5 kg, 1,6 kg luôn. Tiếp theo lên chảo nha. Chảo này chảo hai quay nha. Có từ nha anh chị. Bề qua là được 25, sau lòng được 4 phân nha. Chảo này 1 kg nha. Chảo này là em bán cho anh chị là 300. Có từ. Đây một con chảo lõi nha, không từ, với một con chảo lõi không từ. Nhưng mà chảo này cũng ok lắm nè. Chảo này nó chỉ bị vàng thôi chứ không bị gì nha. Hai cái này em bán 150 nha, 1 kg nha, 1 kg mấy luôn á. Không từ nha anh chị. Đây chảo lõi luôn. Hai cái này không từ nữa, lõi nhiều nha. Hai cái này em bán 120 nha, nó bị vàng nha. Bề qua là 26 nha, không từ nha. Đây một con chảo lõi nữa nè, hai cái này cũng không từ luôn nha. Cái này ok luôn nha anh chị, nó chỉ vàng thôi nhưng mà nó không chày chống dính ra, còn ok luôn á. Thì cái này thì nó hơi bị chày, cái này em bán chảo lõi cho anh chị nha. Cái này cũng từ 120 luôn nha, 1 kg. Không từ nha anh chị. Cái là bề qua được 28, cái này bề qua được 26 nha. Đây là một con chảo sâu lòng, chảo này có từ nha. Em bán chảo lõi cho anh chị, chảo này em bán 100 nha. Bề qua được 28 nè, sâu lòng được 5 nè. Hai cái chảo này là không từ nha. Em bán giá lõi luôn nha. Cái chảo dưới là bề qua tới 30 luôn đó. Chảo trên là bề qua được 27 nha. Chảo này là 1,5 kg nha. Em bán 130 cho anh chị xài nha. Rất đẹp, rất ok. Nhưng mà nó bị vàng thôi chứ chấm dính là còn ok luôn á. Đây một con chảo chiên bánh xèo, không từ luôn nha. Chảo này bề qua là 30 mấy luôn, 32. 32 nè, sâu lòng được 4 phân. Chảo này bị vàng còn 1 kg nha. Chảo này em bán 120 nha. Không từ luôn. Rồi em lên ấm nha. Cái ấm nhỏ xíu, thấy thương lắm, trong lòng rất đẹp luôn, gầy mo luôn anh chị. Ấm mà được hai đáy luôn nè. Có cái tay là nó hơi bị vàng, nó không có đen nha. Cái ấm này là 600 g. Cái ấm này là em bán cho anh chị là 120 nha. Có từ không kêu nha anh chị. Ấm nhỏ này mà ấm hai đáy. Đây là con ấm không kêu nha. Có từ mà không kêu. Không kêu là tại vì em dán cho nó đựng gấp cái nắp á, trong lòng rất đẹp luôn nha. Ấm này gần 1 kg luôn á. Em bán cái ấm này là hai đáy luôn. 150 nha anh chị. 150, có từ nhưng mà không kêu nha. Đây một con ấm kêu. Con ấm này là tầm 1,5 lít đến 1 lít nước nha. Trong lần rất ok nha, nắp cứng như vậy là có là ấm kêu đó. Cái quanh này nó cũng cứng nè. Con nặng là 600 g. Ấm này em bán 200 nha. Số 34, 200, có từ kêu luôn nha. Đây một con ấm. Con ấm này nó cứ quay nó bể về để nữa làm hàng tặng đi. Đây một con ấm này tầm 1,5 lít nước, cân nặng là 700 g. Ấm kia, ấm này ấm dùng từ không kêu nha. Ấm này em bán 120 nha. Số 35.
có từ không kêu. Đây một cái ấm nè. Ủa sao hai tá giống nhau vậy? Cái nắp này nó bị bể. Em bán giá lỗi nha. Ấm này em bán 100 nha, số 36. Cái nắp này, cái dòng ngoài này nè, nó bị bể hết rồi nhưng mà vẫn xài ok nha anh chị. 100 số 36. Em hẹn anh chị lại vào lúc 14 giờ ngày 24 tháng 12 nha. Bye bye.